Sắc đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác thoái thất chăng? Xá lợi Phất thưa, không. Thọ tưởng hành thức đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác thoái thất chăng? Xá lợi Phất thưa, không. Cho đến nhất thiết chủng trí đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác thoái thất chăng? Xá lợi Phất thưa, không. Địa sắc có pháp đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác thoái thất chăng? Xá lợi Phất thưa, không. Lìa thọ tưởng hành thức có pháp đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác thoái thất chăng? Xá lợi Phất thưa, không. Cho đến lìa nhất thiết chủng trí có pháp đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác thoái thất chăng? Xá lợi Phất thưa, không. Này Xá lợi Phất, ý ông nghĩ sao? Sắc như tướng đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác thoái thất chăng? Xá lợi Phất thưa, không. Thọ tưởng hành thức như tướng cho đến nhất thiết chủng trí như tướng đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác thoái thất chăng? Xá lợi Phất thưa, không. Lìa sắc như tướng có pháp đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác thoái thất chăng? Xá lợi Phất thưa, không. Lìa thọ tưởng hành thức như tướng cho đến lìa nhất thiết chủng trí như tướng có pháp đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác thoái thất chăng? Xá lợi Phất thưa, không. Này Xá lợi Phất, ý ông nghĩ sao? Như đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác thoái thất chăng? Xá lợi Phất thưa, không. Pháp tánh, pháp trụ, pháp vị thật tế, tánh bất khả tư nghỉ. Đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác thoái thất chăng? Xá lợi Phất thưa, không. Này Xá lợi Phất, ý ông nghĩ sao? Lìa như có pháp đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác thoái thất chăng? Xá lợi Phất thưa, không. Lìa pháp tánh, pháp trụ, pháp vị thật tế, tánh bất khả tư nghỉ. Có pháp đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác thoái thất chăng? Xá lợi Phất thưa, không. Tu Bồ Đề nói với Xá lợi Phất, các pháp rốt ráo không thể thủ đắc, vậy những pháp gì đối với pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác thoái thất? Xá lợi Phất nói với Tu Bồ Đề, như lời Tu Bồ Đề nói, trong pháp nhẫn ấy không có Bồ Tát đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác thoái thất. Nếu không thoái thất, Phật nói người cầu đạo có ba hạng: A-la-hán đạo, Bích Chi Phật đạo, Phật đạo. Ba hạng ấy là không phân biệt. Như Tu Bồ Đề nói chỉ có một hạng Bồ Tát cầu Phật đạo. Khi ấy Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử nói với Xá Lợi Phất rằng, hãy nên hỏi Tu Bồ Đề chỉ có một Bồ Tát thừa chăng? Bây giờ Xá Lợi Phất hỏi Tu Bồ Đề, Tu Bồ Đề muốn nói có một Bồ Tát thừa chăng? Tu Bồ Đề nói với Xá Lợi Phất, đối với trong các pháp như muốn khiến có ba hạng người là Thanh Văn thừa, Bích Chi Phật thừa, Phật thừa ư? Xá Lợi Phất nói không. Này Xá Lợi Phất, trong ba thừa phân biệt có như có thể thủ đắc chăng? Xá Lợi Phất nói không. Này Xá Lợi Phất, như ấy hoặc có một tướng, hai tướng hoặc ba tướng chăng? Xá Lợi Phất nói không. Này Xá Lợi Phất, người muốn ở trong như cho đến có một Bồ Tát chăng? Xá Lợi Phất nói không. Như vậy trong bốn cách trên người ba thừa là không thể có được. Này Xá Lợi Phất, tại sao nghĩ rằng đây là người cầu Thanh Văn thừa, đây là người cầu Bích Chi Phật thừa, đây là người cầu Phật thừa? Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát nghe nói tướng như của các pháp, tâm không kinh hãi, không thối mất, không hối hận, không nghi ngờ, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát, có thể thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bấy giờ Phật tán thán Tu Bồ Đề rằng, lành thay, lành thay, Tu Bồ Đề, điều của ông nói đều là nhờ Phật lực. Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát Ma Ha Tát nghe nói như ấy, không có các pháp sai biệt, tâm không kinh, không sợ, không hãi, không khó khăn, không thối mất, không hối hận, nên biết Bồ Tát ấy có thể thành tựu vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Xá Lợi Phất bạch Phật rằng, thành tựu Bồ Đề gì? Phật dạy, thành tựu Phật vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Luận, bấy giờ các thiên tử suy nghĩ bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, vô thượng chánh đẳng chánh giác khó được. Vì cớ sao? Vì hết thảy pháp rốt ráo không mà Bồ Tát cầu Phật đạo, tu tập quán hạnh, thành Phật độ chúng sanh, pháp ấy cũng không thể có được. Phật chấp nhận lời ấy, tự mình làm chứng, ta ngồi ở đạo tràng, dùng đủ mọi cách ngộ được hết thảy pháp, cũng không có tướng nhất định có thể được. Tu Bồ Đề thưa, bạch Đức Thế Tôn, theo ý con, vô thượng chánh đẳng chánh giác dễ được. Vì hết thảy pháp rốt ráo thường không, trong ấy không có người được, không có pháp có thể được, có thể có được, không chướng không ngại, không có gì tu, không có gì đoạn. Bấy giờ Xá Lợi Phất hỏi,
Nếu Phật đạo dễ được, cớ sao hằng hà sa vô lượng Bồ Tát cầu Phật đạo mà chỉ hoặc một hoặc hai được thành Phật, còn người khác đều thoái thất? Tu Bồ Đề đáp: Xá Lợi Phất, sắc thối thất đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác chăng? Thọ tưởng hành thức cho đến nhất thiết trùng trí thối thất chăng? Đáp: Không. Vì cớ sao? Vì sắc pháp rốt ráo không, không có thối thất. Sắc pháp như không có hai tướng, cũng không phân biệt nên không thối thất. Lìa sắc pháp lại có pháp thối thất chăng? Đáp: Lìa sắc pháp lại không có pháp nên đáp không. Lìa sắc pháp như lại có pháp thối thất chăng? Đáp: Như sắc pháp phá sắc pháp rồi, như cũng tự không, thế nên đáp không. Pháp tánh, pháp trụ, pháp vị cho đến tánh bất khả tư nghị cũng như vậy. Tu Bồ Đề nói với Xá Lợi Phất: Nếu pháp không có thối thất, cớ gì nói Bồ Tát nhiều như các sông hằng thối thất? Xá Lợi Phất đáp: Như lời Tu Bồ Đề nói, trong pháp nhẫn thời không có thối thất. Pháp nhẫn là pháp môn, pháp tu, pháp hành. Vào trong pháp môn của Tu Bồ Đề nói, thời không có thối thất. Ra khỏi pháp môn ấy, thời có thối thất. Xá Lợi Phất tuy chấp nhận lời Tu Bồ Đề nói, cũng tự dẫn Phật pháp để vấn nạn. Nếu không ai thối thất, thời sẽ đều thành Phật hết. Cứ sao lại nói ba thừa? Tu Bồ Đề dùng bốn câu như tướng để phá ba thừa. Phật tán thán Tu Bồ Đề: Lành thay, lành thay. Nếu Bồ Tát nghe trong như không có ba thừa phân biệt mà không sợ hãi, Bồ Tát ấy tức có thể thành vô thượng đạo. Hỏi: Nếu Phật nói Bồ Tát thành vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, cớ gì Xá Lợi Phất hỏi thành tựu Bồ Đề gì? Đáp: Mỗi mỗi đều có vô thượng. Xá Lợi Phất nghi nên hỏi đạo gì vô thượng. Đáp: Đại thừa vô thượng. Lại nữa, Tu Bồ Đề dùng trí tuệ về rốt ráo không, phá tâm chấp trước ba thừa. Phật tán thán: Lành thay, lành thay. Tu Bồ Đề nói: Bồ Tát nghe điều ấy, tâm không thối mất, không sợ hãi, thời có thể thành tựu vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Xá Lợi Phất hỏi: Bồ Đề của ba thừa không có tướng nhất định, nay nói thành tựu Bồ Đề là thành tựu Bồ Đề gì? Phật dạy: Thành tựu Phật vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nếu vào cửa rốt ráo không, thời hết thảy pháp đều nhất tướng. Nếu ra khỏi rốt ráo không, thời có ba thừa sai khác. Này Phật phân biệt các pháp nên nói có thượng trung hạ thừa, chứ không vì rốt ráo không mà nói. Kinh Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu Bồ Tát Ma Ha Tát muốn thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác nên tu hành thế nào? Phật dạy: Nên khởi tâm bình đẳng, cũng nói với hết thảy chúng sanh với tâm bình đẳng không có thiên lệch. Khởi tâm đại từ bi đối với hết thảy chúng sanh, cũng nói với chúng sanh với tâm đại từ, ý khiêm tốn đối với hết thảy chúng sanh, cũng nói với chúng sanh với ý khiêm tốn, nên sanh tâm an ổn đối với hết thảy chúng sanh, cũng nói với chúng sanh với tâm an ổn, nên sanh tâm vô ngại đối với hết thảy chúng sanh, cũng nói với chúng sanh với tâm vô ngại, nên tâm không bức não đối với hết thảy chúng sanh, cũng nói với chúng sanh với tâm không bức não, nên sanh tâm ái kính đối với hết thảy chúng sanh, như cha, như mẹ, như anh, như em, như chị, như em gái, như con, như thần tộc, trí thức, cũng nói với chúng sanh bằng tâm ái kính. Bồ Tát Ma Ha Tát ấy nên tự mình không sát sanh, cũng dạy người khác không sát sanh, tán thán việc không sát sanh, hoan hỷ tán thán những người không sát sanh, cho đến tự mình hành hạnh không tà kiến, cũng dạy người khác không hành hạnh tà kiến, tán thán việc không tà kiến, hoan hỷ tán thán những người không tà kiến. Như vậy Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát muốn thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác nên tu hành như vậy. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát muốn thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác nên tu sơ thiền, cũng dạy người khác tu sơ thiền, tán thán việc tu sơ thiền, hoan hỷ tán thán người tu sơ thiền. Nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cũng như vậy. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát muốn thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác nên tu tử tâm, cũng dạy người khác tu tử tâm, tán thán việc tu tử tâm, hoan hỷ tán thán người tu tử tâm, từ bi hỷ xả tâm cũng như vậy. Tự mình tu hành hư không xứ định, cũng dạy người khác tu hư không xứ định, tán thán việc tu hư không xứ định, hoan hỷ tán thán người tu hư không xứ định, thức xứ định, vô sở hữu xứ định, phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ định cũng như vậy. Tự mình đầy đủ bố thí ba la mật, cũng dạy người đầy đủ bố thí, tán thán việc đầy đủ bố thí, hoan hỷ tán thán người đầy đủ bố thí ba la mật, giới nhẫn tấn thiền bát nhã ba la mật cũng như vậy. Lại nữa,
Bồ Tát Ba Ha Tát muốn thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, tự mình tu hành nội không cũng dạy người khác tu nội không, tán thán việc tu nội không, hoan hỷ tán thán người tu nội không, cho đến tu vô pháp hữu pháp không cũng như vậy. Tự mình tu bốn niệm xứ cũng dạy người khác tu bốn niệm xứ, tán thán việc tu bốn niệm xứ, hoan hỷ tán thán người tu bốn niệm xứ, cho đến tu bát thánh đạo phần cũng như vậy. Tự mình tu không tam muội, vô tướng vô tác tam muội cũng dạy người khác tu không vô tướng vô tác tam muội, tán thán việc tu không vô tướng vô tác tam muội, hoan hỷ tán thán người tu không vô tướng vô tác tam muội. Tự mình tu tám bộ xả cũng dạy người khác tu tám bộ xả, tán thán việc tu tám bộ xả, hoan hỷ tán thán người tu tám bộ xả. Tự mình tu chín thứ đệ định cũng dạy người khác tu chín thứ đệ định, tán thán việc tu chín thứ đệ định, hoan hỷ tán thán người tu chín thứ đệ định. Tự mình đầy đủ 10 lực của Phật cũng dạy người khác đầy đủ 10 lực của Phật, hoan hỷ việc đầy đủ 10 lực của Phật, hoan hỷ tán thán người đầy đủ 10 lực của Phật. Tự mình tu bốn điều không sợ, bốn trí vô ngại, 18 pháp không chung, đại từ đại bi cũng dạy người khác tu bốn điều không sợ, cho đến đại từ đại bi hoan hỷ tán thán người tu bốn điều không sợ, cho đến đại từ đại bi. Tự mình quán nghịch quán thuận 12 nhân duyên cũng dạy người khác quán nghịch quán thuận 12 nhân duyên, tán thán việc quán nghịch quán thuận 12 nhân duyên, hoan hỷ tán thán người quán nghịch quán thuận 12 nhân duyên. Tu Bồ Đề Bồ Tát Ma Ha Tát muốn thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác nên tu hành như vậy. Lại nữa, Tu Bồ Đề Bồ Tát Ma Ha Tát muốn thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, tự mình nên biết khổ dứt tập chứng diệt tu đạo, cũng dạy người khác biết khổ dứt tập chứng diệt tu đạo, tán thán việc biết khổ dứt tập chứng diệt tu đạo, hoan hỷ tán thán người biết khổ dứt tập chứng diệt tu đạo. Tự mình sách quả tu đà hoàn chứng trí mà không chứng thật tế, cũng dạy người khác đi đến quả tu đà hoàn, hoan hỷ tán thán người được quả tu đà hoàn, quả tư đà hàm, quả a na hàm, quả a la hán cũng như vậy. Tự mình sanh bích chi Phật đạo chứng biết mà không chứng bích chi Phật đạo, cũng dạy người khác đi đến bích chi Phật đạo, tán thán bích chi Phật đạo, hoan hỷ tán thán người được bích chi Phật đạo. Tự mình vào Bồ Tát vị cũng dạy người khác vào Bồ Tát vị, tán thán việc vào Bồ Tát vị, hoan hỷ tán thán người vào Bồ Tát vị. Tự mình nghiêm tịnh Phật độ thành tựu tuệ giác cho chúng sanh, cũng dạy người khác nghiêm tịnh Phật độ thành tựu tuệ giác cho chúng sanh, hoan hỷ tán thán người nghiêm tịnh Phật độ thành tựu tuệ giác cho chúng sanh. Tự mình giấy khởi Bồ Tát thần thông, cũng dạy người khác giấy khởi thần thông, tán thán việc giấy khởi thần thông, hoan hỷ tán thán người giấy khởi Bồ Tát thần thông. Tự mình sanh trí nhất thiết chủng, cũng dạy người khác sanh trí nhất thiết chủng, tán thán việc sanh trí nhất thiết chủng, hoan hỷ tán thán người sanh trí nhất thiết chủng. Tự mình dứt tập khí tất cả kiết sử, cũng dạy người khác dứt tập khí tất cả kiết sử, tán thán việc dứt tập khí tất cả kiết sử, hoan hỷ tán thán người dứt tập khí tất cả kiết sử. Tu Bồ Đề Bồ Tát Ma Ha Tát muốn thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác nên tu hành như vậy. Lại nữa, Tu Bồ Đề Bồ Tát Ma Ha Tát muốn thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, tự mình thủ đắc thọ mạng thành tựu, cũng dạy người khác thủ đắc thọ mạng thành tựu, tán thán việc thủ đắc thọ mạng thành tựu, hoan hỷ tán thán người thủ đắc thọ mạng thành tựu. Tự mình thành tựu pháp trụ, cũng dạy người khác cách thành tựu pháp trụ, tán thán việc thành tựu pháp trụ, hoan hỷ tán thán người thành tựu pháp trụ. Tu Bồ Đề Bồ Tát Ma Ha Tát muốn thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác nên tu như vậy, cũng nên như vậy học Bát Nhã Ba La Mật và Sức Phương Tiện. Khi Bồ Tát học như vậy, tu như vậy sẽ được sắc vô ngại, được thọ tưởng hành thức vô ngại, cho đến được pháp trụ vô ngại. Vì cớ sao? Vì Bồ Tát Ma Ha Tát ấy từ trước lại đây không lãnh thọ sắc, không lãnh thọ tưởng hành thức, cho đến không lãnh thọ trí nhất thiết chủng. Vì cớ sao? Vì sắc không lãnh thọ là chẳng phải sắc, cho đến trí nhất thiết chủng không lãnh thọ là chẳng phải trí nhất thiết chủng. Khi nói phẩm Bồ Tát hạnh ấy, hai ngàn Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn. Luận, Tu Bồ Đề hỏi: Bồ Tát muốn thành tựu vô thượng đạo nên tu như thế nào? Phật đáp: Nên khởi tâm bình đẳng đối với hết thảy chúng sanh không có thiết lệnh, năm uẩn hòa hợp giả gọi là chúng sanh, như xe như rừng, hết thảy chúng sanh là chỉ chung cho cả mười phương sáu đường, không có sót chúng sanh nào.
Hết thảy chúng sanh mỗi hạng chia làm ba phần: oán thân, không oán không thân. Phật dạy Bồ Tát cõi tầm bình đẳng, đối với hết thảy chúng sanh đều có ý tưởng thân ái, chớ sanh tâm oán hận, chớ sanh tâm không thân không oán. Lại nữa, chúng sanh có hai loại: thương và ghét. Phật dạy đối với hết thảy chúng sanh xa lìa hai tâm ấy, chớ sanh tâm thương ghét và ghét. Thương là tham dục, là tâm phiền não không nên làm, nên thực hành tâm từ ái, phép thế gian ái niệm vợ con, trâu ngựa, vân vân, và oán ghét ác tặc. Bồ Tát chuyển đổi phép thế gian ấy nên thực hành tâm từ ái đối với hết thảy chúng sanh. Lại nữa, tâm bình đẳng là Bồ Tát sanh pháp lạc đối với hết thảy chúng sanh, muốn khiến họ đều đến với Phật đạo. Bồ Tát tự bỏ tâm thương ghét, cũng không chấp trước những chúng sanh đem tâm thương ghét đối với mình. Thế gian có ba hạng người: ác đại ác, ác trung ác, thiện đại thiện, thiện trung thiện. Ác là như người đem việc ác đến với mình đáp lại bằng việc ác. Pháp của chư Phật là tâm bình đẳng đối với chúng sanh, không nên khởi lên ác niệm, huống gì khởi lên thân làm miệng nói. Đại ác là như không người xâm hại mình mà lại đem việc ác đến với họ. Ác trung ác là như người đem hảo tâm cung cấp, thường nghĩ mình nhưng mình lại đem ác tâm hủy hại họ, gọi là ác trung ác. Thiện là như người đem việc tốt đối với mình đáp lại bằng việc tốt. Đại thiện là như người đối với mình không tốt mà mình đem việc tốt lợi ích cho họ. Thiện trung thiện là như người lấy việc ác hại mình mà mình đem việc thiện cho đến đem thân mạng cúng dường họ, ấy gọi là thiện trung thiện. Bồ Tát bỏ ba việc ác và vượt trên hai thứ thiện đầu, tu tâm thứ sáu thiện trung thiện đối với chúng sanh. Hỏi: Bồ Tát chưa được pháp thân, làm sao có thể tu hành tâm ấy? Đáp: Bồ Tát cầu vô thượng đạo nên tu hành vô thượng pháp, cam chịu khổ hành khó khăn như vậy mới thành vô thượng đạo. Ví như người khách buôn giữa đường hiểm, chịu đủ mọi thứ khổ mới được lợi lớn. Lại nữa, Bồ Tát nghe yếu lý của Phật pháp là rốt ráo không, không ta, không của ta, không có thật pháp nhất định, những điều thấy, nghe, biết đều là hư dối, như huyễn như mộng. Vì thâm tín pháp ấy nên có thể đem thân mạng cúng dường giác quán. Lại nữa, Bồ Tát biết thân này từ nhân duyên của tội nghiệp phiền não điên đảo sanh ra, những điều thấy nghe đều là cội gốc của hư dối tội cấu. Nếu có người đến muốn hại ta, ta nên hoan hỷ cam chịu, dùng cái thân tệ lậu này mà được cái lợi vô thượng đạo, vì sao không làm? Lại nữa, Bồ Tát phát tâm rất yêu thương chúng sanh, vì muốn làm lợi ích cho họ nên tự lấy thân mình cúng dường quán tạo, muốn khiến chúng sanh bắt chước việc làm của mình. Vì có chúng sanh thuyết pháp dạy cho họ, không chắc họ tín thọ, nên lấy thân để giáo hóa khiến họ để tín thọ. Lại nữa, có nhiều người phát tâm cầu vô thượng đạo mà thân hành không cân xứng, vì thế nên Bồ Tát lấy thân giáo hóa khiến phải kiên tâm làm việc khó làm ấy. Muốn cầu vô thượng đạo nên tu hành điều thiện trung thiện, muốn làm việc khó làm ấy, bây giờ mới có thể đắc đạo. Có vô lượng nhân duyên như thế, Bồ Tát tự đem thân mình cúng dường quán tặng. Hỏi: Đẳng tâm và tử tâm có gì sai khác? Đáp: Đẳng tâm là bốn tâm vô lượng, tử tâm là một trong bốn tâm ấy. Có người nói lúc đầu bỏ oán thân ấy là đẳng tâm, lúc sau ra thêm niệm thương xót ấy là tử tâm. Lại nữa, có người nói đẳng tâm là quán chúng sanh như như thực tế pháp tánh, pháp ấy đều là vô vi vô lượng cho nên gọi là đẳng tâm, ái niệm chúng sanh ấy gọi là tử tâm. Sở dĩ không nói bi tâm, vì có bi tâm và có khi lo nghĩ đến chúng sanh tích chứa tâm ấy, thời tâm bị thối thất, hoặc có chúng sanh không chịu lòng thương của Bồ Tát, nói rằng: Cớ gì ông không chịu lo thân mình mà cứ nghĩ đến người khác? Còn tử tâm thì không có việc như vậy, dễ nhiếp hóa chúng sanh nên chỉ nói tử tâm. Hỏi: Nếu chúng sanh có ba hạng, thượng trung hạng, Bồ Tát chứa nhóm phước đức và trí tuệ, nên Bồ Tát phải là người lớn, cớ sao nói đối với hết thảy chúng sanh khỏi tâm khiêm nhường? Đáp: Bồ Tát nghĩ rằng hết thảy pháp vô thường, hết thảy chúng sanh thượng trung hạ đều trở thành tiêu diệt trong ấy, có ai là ai lớn, ai là nhỏ? Người ta vì theo pháp đời nên có lớn nhỏ. Lại nữa, lớn nhỏ không nhất định, ở nước này cho là lớn, ở nước khác cho là nhỏ, ở đây là lớn, ở kia là nhỏ. Như đời nay là kẻ ti tiện, đời sau là vua cõi trời,
Do nghiệp nhân duyên như vậy, luân chuyển ở thế gian sang hèn lớn nhỏ không nhất định, như nước lửa sang hèn, tùy theo lúc dùng hoặc bỏ không nhất định. Lại nữa, Bồ Tát tuy có công đức mà biết công đức ấy rốt ráo không, như huyễn như mộng không đắm trước công đức ấy, không có chi là lớn nhỏ. Lại nữa, trong hết thảy chúng sanh, người có nhân duyên với Phật đạo, chỉ Phật biết được. Bồ Tát nghĩ rằng, nếu ta khinh chê chúng sanh hình mạng, tài năng thấp hèn, là ta khinh chê Phật vị lai. Nếu khinh chê Phật, thì còn ai nữa mà không khinh chê? Lại nữa, Bồ Tát nghĩ rằng, ta thể độ hết thảy chúng sanh, nếu chúng sanh không được gì, thầy ta cô phụ chúng sanh. Thí như người chủ mời khách, thời lẽ đáng cung kính khách mà tự hạ mình. Nếu khách không được cúng dường thì chủ sẽ xấu hổ với khách. Lại nữa, vì tâm tự đại, tự cao, thời ưa sanh sân hận. Vì kiêu mạn là gốc của sân, sân là gốc của hết thảy trọng tội. Nếu Bồ Tát khởi tâm khiêm nhường đối với chúng sanh, thời chúng sanh hoặc mắng hoặc đánh cũng không sân hận. Thế như chủ nhà đánh tớ, tớ không dám sân hận. Nếu Bồ Tát tự cao mà chúng sanh khiêm nhường, chúng sanh xâm hại Bồ Tát, thầy tự nhiên nộ nạt sân hận. Như tớ đánh chủ, thầy chủ sân hận nộ nạt. Tâm khiêm nhường có các lợi ích như vậy, nên Bồ Tát cần thực hành. Tâm an ổn là đưa đến cái vui rốt ráo trong đời nay đời sau, chứ chẳng phải như cha mẹ trí thức chỉ cho cái vui đời này. Bồ Tát nếu trong khi lấy tâm bình đẳng, tâm từ, tâm khiêm nhường lợi ích chúng sanh, nếu có người không biết ơn, đến bước não Bồ Tát không tin việc Bồ Tát làm, cho là dối trá, vì cầu danh nên không có thật sự, lại vì ma xui khiến đến bước não Bồ Tát làm việc ác, trung ác, không biết ơn, Bồ Tát tâm bình đẳng đối với các sự ấy thông suốt vô ngại, được tâm vô ngại ấy, rồi chúng sanh tuy có tội lớn, lỗi lớn, cũng chỉ muốn làm lợi ích cho nó, không sanh tâm ưu não. Thí như người con có hiếu yêu kính cha mẹ, như anh, như em, như chị em, như con trai, như con gái, không có tâm dâm dục, nhưng sanh tâm ái kính, thương tưởng. Người đời chỉ có thể yêu kính người thân, Bồ Tát yêu kính tất cả. Có được hảo tâm thanh tịnh, mềm mỏng ấy gọi là chúng sanh nhẫn, là cửa ban đầu của pháp nhẫn. Tiếp đến tu hành 10 thiện đạo. 10 thiện đạo thì có Phật hay không có Phật, thế gian thường có thiện pháp ấy giáo hóa. Bồ Tát trước tiên dùng 40 thứ hành, tu hành 10 thiện đạo. Vì cớ sao? Vì Bồ Tát thâm niệm thiện pháp, tử tâm với chúng sanh. Pháp của kẻ phạm phu ly dục có 12 sự, cũng dùng 48 hành, 6 ba la mật cho đến pháp trụ là khách pháp. Có Phật nói thời có Bồ Tát tu hành là trước lại đây cựu pháp, khách pháp gốc ngọn đầy đủ. Đời nay được thiện pháp trí tuệ vô ngại, xả sanh thân, được pháp thân vô ngại, tùy ý đi đến 10 phương giáo hóa chúng sanh, đối với trước 10 phương Phật, tu thập thiện pháp. Tu tập thiện pháp, khi nghe pháp ấy 2000 Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn, là phẩm này nói pháp vi diệu sâu xa, cũng nói có hành, cửa thiện, cửa trí hai hành đầy đủ. Nếu chỉ nói như pháp thì được ít lợi ích, nếu nói hữu pháp thì được lợi cũng ít, nay nói đầy đủ cả hữu pháp và vô pháp nên được vô sanh nhẫn. Thí như có 2 bánh xe đầy đủ nên có thể đi đến, trong đây khéo nói 2 đế nên 2000 Bồ Tát được vô sanh nhẫn. Hết cuốn 72 theo bản Hán. Cuốn 73 giải thích phẩm chẳng thoái chuyển thứ 5 năm kinh. Từ Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn do hạnh gì, tướng mạo gì, biết đó là Bồ Tát chẳng thoái chuyển. Phật bảo Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát Ma Tát biết được địa vị phàm phu, địa vị thanh văn, địa vị bích chi Phật, địa vị Phật, các địa vị ấy trong tướng như không hai không khác, cũng chẳng niệm, cũng chẳng phân biệt, vào trong như ấy, nghe việc ấy, vượt thẳng qua không nghi ngờ. Vì sao? Vì trong như ấy không có tướng một, tướng hai, Bồ Tát ấy cũng chẳng nói lời vô ích, chỉ nói lời tương ưng với lợi ích, không thấy người khác hay hay dở. Tu Bồ Đề do hành loại tướng mạo ấy biết đó là Bồ Tát chẳng thoái chuyển. Tu Bồ Đề thưa, bạch Đức Thế Tôn lại do hành loại tướng mạo gì biết đó là Bồ Tát chẳng thoái chuyển. Phật bảo Tu Bồ Đề, nếu hết thảy pháp không có hành, không có loại, không có tướng mạo, nên biết ấy là Bồ Tát chẳng thoái chuyển. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, nếu hết thảy pháp không có hành, không có loại, không có tướng mạo, thời Bồ Tát thoái chuyển đối với pháp gì gọi là chẳng thoái chuyển? Phật dạy, nếu Bồ Tát chuyển tâm đắm nhiễm sắc, chuyển tâm đắm nhiễm đối với thọ tưởng hành thức, ấy gọi là Bồ Tát chẳng thoái chuyển.
Lại nữa, Tu Bồ Đà, Bồ Tát chuyển tâm đắm nhiễm thí ba la mật cho đến chuyển tâm đắm nhiễm bát nhã ba la mật, chuyển tâm đắm nhiễm nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, chuyển tâm đắm nhiễm bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không chung, chuyển tâm đắm nhiễm thanh văn bích chi Phật địa cho đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, nên biết ấy là Bồ Tát chẳng thoái chuyển. Vì sao? Vì tánh giác không có, Bồ Tát ấy trụ ở đâu? Cho đến tánh vô thượng chánh đẳng chánh giác không có, Bồ Tát ấy trụ ở đâu? Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát không xem diệt mạo ngôn ngữ đạo sa môn hoặc bà la môn, không nghĩ rằng ngoại đạo hoặc sa môn hoặc bà la môn ấy thực biết thực thấy. Nếu nói theo chánh kiến, thời không có các việc ấy. Lại nữa, Bồ Tát không sanh nghi ngờ, không đắm theo giới thủ, không rơi vào tà kiến, cũng không cầu việc tốt của thế tục cho là thanh tịnh, không lấy hoa hương anh lạc phan lọng kỹ nhạc lễ bái cúng dường chư thiên. Tu Bồ Đề, do hành loại tướng mạo ấy nên biết ấy là Bồ Tát chẳng thoái chuyển. Lại nữa, Tu Bồ Đề, vị Bồ Tát chẳng thoái chuyển thường không sanh vào nhà hạ tiện, cho đến không sanh vào chỗ có tám nạn, thường không thọ thân người nữ. Do hành loại tướng mạo ấy nên biết đó là Bồ Tát chẳng thoái chuyển. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát thường tu mười thiện đạo, tự mình không sát sanh, không dạy người sát sanh, tán thán việc không sát sanh, hoan hỷ tán thán người không sát sanh, cho đến tự mình không tà kiến, không dạy người tà kiến, cũng không tán thán việc tà kiến, không hoan hỷ tán thán người theo tà kiến. Do các hành loại tướng mạo ấy nên biết ấy là Bồ Tát chẳng thoái chuyển. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát cho đến trong mộng cũng không làm mười bất thiện đạo, do các hành loại tướng mạo ấy nên biết đó là Bồ Tát chẳng thoái chuyển. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát vì lợi ích hết thảy chúng sanh nên tu thí ba la mật, cho đến vì lợi ích cho hết thảy chúng sanh nên tu bát nhã ba la mật, do các hành loại tướng mạo ấy nên biết đó là Bồ Tát chẳng thoái chuyển. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát có được các pháp như khế kinh cho đến luận nghị, thọ trì đọc tụng giảng nói, nhớ nghĩ đúng. Bồ Tát ấy khi pháp thí nghĩ rằng nhờ nhân duyên của pháp thí ấy làm mãn nguyện của hết thảy chúng sanh, đem công đức pháp thí ấy cho hết thảy chúng sanh, cùng hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, do các hành loại tướng mạo ấy nên biết ấy là Bồ Tát chẳng thoái chuyển. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát đối với pháp thậm thâm không nghi không hối. Tu Bồ Đề thưa, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Ma Ha Tát đối với pháp thập thâm vì nhân duyên gì nên không nghi không hối? Phật dạy, Bồ Tát chẳng thoái chuyển ấy hoàn toàn không thấy có pháp nào hoặc sắc thọ tưởng hành thức cho đến vô thượng chánh đẳng chánh giác có thể sanh nghi, không thấy pháp ấy chỗ nào có thể sanh nghi sanh hối, do các hành loại tướng mạo ấy nên biết ấy là Bồ Tát chẳng thoái chuyển. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát thân khẩu ý nhu nhuyến, do các hành loại tướng mạo nên biết ấy là Bồ Tát chẳng thoái chuyển. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát do thành tựu thân khẩu ý từ ái, do hành loại tướng mạo ấy nên biết ấy là Bồ Tát chẳng thoái chuyển. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát không cùng với năm triển cái là tham dục sân nhuế tùy miên trạo hối nghi, do các hành loại tướng mạo ấy nên biết ấy là Bồ Tát chẳng thoái chuyển. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát không ưa đắm tất cả nơi chỗ, do hành loại tướng mạo ấy nên biết ấy là Bồ Tát chẳng thoái chuyển. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát ra vào đi lại, nằm ngồi đi ở, thường niệm nhất tâm, ra vào đi lại, ngồi nằm đi ở, giở chân, đẻ chân, an ổn thong thả, thường niệm nhất tâm ngó xuống đất mà đi, do các hành loại tướng mạo ấy nên biết ấy là Bồ Tát chẳng thoái chuyển. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát mặc y phục và các đồ nằm, người ta không chê nhớp, ưa sạch sẽ, ít bệnh tật. Do hành loại tướng mạo ấy nên biết ấy là Bồ Tát chẳng thoái chuyển. Lại nữa, Tu Bồ Đề, thường trong thân người có 8 vạn hộ trùng xâm thực, thần Bồ Tát chẳng thoái chuyển không có loại trùng ấy. Vì sao? Vì công đức Bồ Tát vượt quá thế gian, công đức Bồ Tát ấy tăng ích, tùy theo công đức ấy được thân thanh tịnh, tâm thanh tịnh, do hành loại tướng mạo ấy nên biết ấy là Bồ Tát chẳng thoái chuyển. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, làm sao Bồ Tát được thân thanh tịnh, tâm thanh tịnh? Phật dạy, Bồ Tát tùy theo sự có được tăng thêm thiện căn, diệt trừ tâm quanh co tả vại, ấy gọi là Bồ Tát thân thanh tịnh, tâm thanh tịnh. Vì thân tâm thanh tịnh nên vượt qua thanh văn bích chi Phật địa mà vào Bồ Tát địa,
Do hành loại tướng mạo ấy nên biết ấy là Bồ Tát chẳng thoái chuyển. Lại nữa, tu Bồ Đề, Bồ Tát không quý lậu dưỡng, tùy tu 12 hạnh đầu đà mà không quý pháp A Lam nhã, nơi thành vắng cho đến không quý việc chỉ mặc ba y, do hành loại tướng mạo ấy nên biết ấy là Bồ Tát chẳng thoái chuyển. Lại nữa, tu Bồ Đề, Bồ Tát thường không sanh tâm san tham, không sanh tâm phá giới, tâm sân động, tâm giải đãi, tâm tán loạn, tâm ngu si, tâm tật đố, do hành loại tướng mạo ấy nên biết ấy là Bồ Tát chẳng thoái chuyển. Lại nữa, tu Bồ Đề, Bồ Tát tâm an trú bất động, trí tuệ thâm nhập, nhất tâm nghe, lãnh thọ pháp được nghe và việc thế gian đều hợp cùng bát nhã ba la mật. Bồ Tát ấy không thấy tài sản sự nghiệp gì chẳng vào pháp tánh, hết thảy việc đều thấy hợp cùng bát nhã ba la mật. Vì nhân duyên ấy nên gọi đó là tướng trạng của Bồ Tát chẳng thoái chuyển. Luận: hỏi, từ trước lại đây nơi nơi đã nói tướng mạo chẳng thoái chuyển, cớ sao nay còn hỏi? Đáp: trên kia tùy nơi nơi lược nói, này muốn nói rộng, trong đây phần nhiều nói về tướng mạo chẳng thoái chuyển, nên gọi là phẩm chẳng thoái chuyển. Lại nữa, trên đây giải nói tướng mạo ba la mật, thứ đến nói nhân duyên khiến ma phá hoại bát nhã, nay nói người tín thọ bát nhã ba la mật là chẳng thoái chuyển, muốn nói tướng mạo nó nên tu Bồ Đề hỏi. Lại nữa, Bồ Tát từ khi mới phát tâm lại đây, vì nhân duyên tu hành, quả báo chứng đắc là chẳng thoái chuyển, được thọ ký chắc chắn sẽ làm Phật. Như người nhận chức tước đã được ấn tín, tâm không còn nghi, lại như hành thanh văn tu các hạnh, đều là quả bốn sa môn. Đều là bốn quả sa môn, chẳng thoái chuyển là địa vị quyết định an ổn vượt quá phàm phu, không vào nhị thừa địa. Tuy trở thành Phật đạo có thể làm dụng phước cho thế gian, việc ấy vì diệu khó biết được nên tu Bồ Đề hỏi tướng mạo nó. Phật vốn khiến tu Bồ Đề nói bát nhã ba la mật, nên tu Bồ Đề hỏi Phật địa vị chẳng thoái chuyển có hành loại tướng mạo gì, hỏi ba việc ấy có gì sai khác. Đáp: có người nói ba việc ấy cùng một nghĩa, do đó biết là chẳng thoái chuyển, chẳng phải chẳng thoái chuyển. Lại có người nói hành là thân khẩu ý nghiệp của Bồ Tát chẳng thoái chuyển, khác với người khác, do hành vi ấy biểu thị trí tuệ thâm thâm chẳng thoái chuyển. Loại là phân biệt biết các Bồ Tát chẳng thoái chuyển hay chẳng phải chẳng thoái chuyển. Tướng mạo là trừ hành và loại, do các nhân duyên khác biết được tướng mạo chẳng thoái chuyển. Phần nói nghĩa lý, nếu Bồ Tát đầy đủ được năm ba la mật, thâm nhập bát nhã ba la mật, có được phương tiện nên không đắm trước bát nhã ba la mật, chỉ quán như nghĩa là thật tướng các pháp, Bồ Tát lúc bấy giờ không cho hàng địa vị phàm phu nhị thừa là hạ tiện, không cho địa vị Phật là cao quý, vì đều nhập các pháp như, trong các pháp như ấy không có phân biệt hai pháp, chỉ lấy như nhập vào như, không còn việc chi khác, cũng không phân biệt chấp thủ tướng. Vì sao? Vì như bình đẳng nên người có thể nhập như vậy, tức nhập vào pháp tạng chư Phật, tâm không sanh nghi để trở lại tìm tướng quyết định của các pháp. Thế nên kinh nói, phàm phu địa cho đến Phật địa trong tướng như không hai không khác, chứng được pháp như vậy là hành loại tướng mạo của chẳng thoái chuyển. Lại nữa, lược nói nghĩa ấy, Bồ Tát nhân các pháp như, nghĩa là xuất giáo không, nên xả bỏ hết thảy việc thế gian, cũng không trụ vào xuất giáo không. Vì sao? Vì thật tướng các pháp, xuất giáo thanh tịnh, nếu Bồ Tát nghe pháp không có nương tựa, tâm không có nghi hối, không đến việc nương tựa, các việc như trên là thể tướng chính yếu của chẳng thoái chuyển, từ đây trở xuống đều là hạnh quả của rốt giáo không. Vì được rốt giáo không nên tâm thuần thục tịch diệt, không nói lời vô ích, nói ra thường là pháp, chẳng phải là phi pháp, nói ra đều là thật, chẳng phải vọng thuyết, lời nói nhu nhuyến không thô lậu, đều đem tâm từ bi mà nói, không dùng tâm sân nhuế, nói hợp thời đúng với cơ hội, quan sát lòng người để theo phong tục địa phương. Này trong đây được nói lời lợi ích, hoặc dạy Phật đạo, hoặc dạy nhị thừa, hoặc nhân thiên đạo, hoặc đời nay được cái vui không tạo tội. Vì thường xa lìa bốn việc ác nơi miệng, vì đối với chúng sanh có tâm từ bi rộng lớn, lại có thể tự mình trẻ mỏng các phiền não, nên có thể dùng các nhân duyên nói những lời lợi ích. Hỏi, hàng thanh văn đi thẳng tới Niết Bàn, có thể không xem xét đến người khác, còn Bồ Tát xem chúng sanh như con, thường muốn giáo hóa, cứ sao không xem xét đến việc hay giờ của họ? Đáp, nếu chúng sanh không thể chết phục, không thể hóa độ, hạng như vậy chẳng cần xem xét. Vì sao? Vì nếu đem tâm tốt dạy, bào thời họ ghét mình,
Tầm họ như rào cắt đã không ích gì còn thêm tội cho họ, cho nên không nên xem xét hay dở. Lại nữa, Bồ Tát nên nghĩ rằng như chư Phật đủ nhất thiết trí, tập khí phiền não sạch hết còn không thể độ hết chúng sanh. Huống gì ta chưa được Bồ Tát thần thông, chưa được trí vô ngại, làm sao có thể xem xét khắp chúng sanh? Bồ Tát chẳng thoái chuyển, có vị được thần thông, có vị không được. Được chẳng thoái chuyển rồi, riêng tu thần thông đạo mới được. Nếu hôm trước đã được thần thông, vì không đầy đủ nên không thể xem xét khắp. Hỏi tu Bồ Đề, lúc đầu hỏi hành loại tướng mạo, cớ sao Phật không đáp ngay là không có hành loại tướng mạo? Này trong đây mới nói, đáp lúc đầu hỏi vì chúng sanh chưa tham đắm tướng mạo chẳng thoái chuyển, nên Phật đáp hoặc nói về không tướng hoặc nói về hữu tướng. Này vì chúng sanh tham đắm tướng mạo chẳng thoái chuyển, muốn từ phàm phu nhập vào địa vị chẳng thoái chuyển, thế nên Phật nói hết thảy không có hành, không có loại, không có tướng mạo. Tu Bồ Đề lại hỏi, nếu các pháp đều không, cứ gì còn nói đối với pháp gì chuyển tâm đắm nhiễm gọi là chẳng thoái chuyển, nên từ phàm phu địa chuyển đối với Phật địa không chuyển sao? Phật đáp, nếu Bồ Tát quán được sắc pháp vân vân, không, không có gì của chính nó chuyển tâm nhiễm trước sắc, cho nên ở trong Phật đạo không thoái chuyển, sắc pháp vân vân, hòa hợp nhân duyên sanh, Bồ Tát biết đó là pháp hữu vi tội lỗi, không nên trú ở trong đó. Vì các pháp không nên có thể chuyển tâm nhiễm trước, chuyển tâm nhiễm trước nên gọi là không thoái chuyển. Lại nữa, Bồ Tát chẳng thoái chuyển nhập vào chánh vị nên tâm quyết định không nghi. Trong hết thảy ngoại đạo có thật trí, nếu có thật trí không gọi là ngoại đạo, như thế là tướng mạo của chẳng thoái chuyển. Hỏi, này nói không sanh nghi, sao nói không nghi pháp thập thâm, hai cái không nghi ấy có gì sai khác? Đáp, không nghi ở đây là chỉ cho kiến hoặc trong lý tứ đế của Tu Đà Hoàn đoạn trừ. Cái không nghi sau là không nghi đối với pháp sâu xa của chư Phật chứng tri. Bồ Tát có lượng phước đức và trí tuệ nên không làm Tu Đà Hoàn, chưa làm Phật mà có thể không có hai cái nghi ấy. Giới thủ là giới của ngoại đạo, tu giới ngoại đạo ấy không được niết bàn. Còn bốn kiến, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, tà kiến đều gọi là tà kiến. Vì thâm tín nghiệp nhân duyên và quả báo nên không cầu việc tốt, không đem hương hoa cúng dường chư thiên. Vì cầu đạo phá cội gốc kiêu mạn nên thường không sanh vào nhà hạ tiện. Vì có công đức không làm chướng ngại người khác, thường làm việc quyến trợ nên không sanh vào chỗ tám nạn. Vì trẻ mọc dâm dục xa lìa tâm xiểm định nên không thọ thân người nữ. Lại nữa, các người khác tuy tu mười thiện đạo hoặc một hoặc hai hoặc ba không thể đủ bốn thứ. Bồ Tát có tâm đại bi rất yêu thiện pháp nên tu đầy đủ bốn thứ, thường tu tập mười thiện nghiệp đạo cho đến trong bậu không làm mười bất thiện đạo. Các người khác tu phước đức chỉ vì thân mình, tiểu Bồ Tát tuy vì chúng sanh cũng tự vì mình, bậc chẳng thoái chuyển, có làm phước gì đều vì chúng sanh không vì thân mình. Nếu phước đức có thể đem cho người, thời Bồ Tát đem cho hết chúng sanh, chỉ cầu sự tu tập không thể đem cho. Nên Bồ Tát đem 12 bộ kinh giáo hóa chúng sanh cũng chỉ vì chúng sanh không vì tự kỷ. Lại nữa, vị Bồ Tát có 5 căn tín, tấn, v.v. lành lợn nên tuy chưa làm Phật, có thể tìm các pháp. Trong đây Phật lại nói nhân duyên của không, Bồ Tát không thấy sắc pháp v.v. nên không có chỗ sanh nghi. Lại nữa, Bồ Tát thường tu tâm từ bi nên ý nghiệp nhu nhuyễn, ý nghiệp nhu nhuyễn nên từ thân nghiệp, từ khẩu nghiệp thành tựu. Hỏi tâm từ bi ngoại đạo cũng có, cớ sao lại nói đó là tướng mạo của bậc chẳng thoái chuyển? Đáp, ngoại đạo tuy có tâm từ bi mà không sâu, không thể trùm khắp chúng sanh, cũng không thường có, vì không hòa hợp thật tướng của các pháp, còn Bồ Tát không như vậy. Lại nữa, Bồ Tát của trách năm dục trừ năm triển cái vào năm thiền tri, sơ thiền không cùng với năm triển cái, vì năm triển cái che tâm làm hao mòn trí tuệ, phá Phật đạo mở đường ma. Bồ Tát biết hết thảy pháp hữu vi tạo tác hư dối không thật, như huyễn như mộng, còn pháp vô vi không, không có gì của chính nó, tướng tịch diệt nên đối với hết thảy chỗ không có gì ưa đắm. Đối với chúng sanh cho đến Phật cũng không ưa đắm, đối với pháp cho đến Niết Bàn cũng không ưa đắm, sân và tội thô, tiểu Bồ Tát đã dứt cũng không nói, ái sâu xa vi tế khó dứt nên nay nói.
Lại nữa, Bồ Tát vào sâu thiền định nên thủ hộ hết thảy chúng sanh. Thủ hộ hết thảy chúng sanh nên thường nhất tâm niệm, không não hại chúng sanh. Vì không phá giới nên ra vào đến đi an ổn, thong thả nhất tâm. Giở chân để chân, trông xuống đất mà đi là vì bảo hộ chúng sanh, vì tránh loạn tâm. Lại nữa, Bồ Tát lâu ngày tu tập vô lượng vô biên thiện pháp, trong thân không có tám muôn hộ trùng cũng ít bệnh tật, nên áo trăng đồ nằm thường sạch sẽ không nhơ. Vì có lực thiện căn chứng được thật tướng các pháp, nên trong thân không có tám muôn hộ trùng. Vì tâm thanh tịnh nên thần miệng cũng thanh tịnh. Vì lìa hư dối quanh co tà vại hạ tiện nên tâm thanh tịnh. Vì hai sự thanh tịnh nên tùy ở thế gian mà lìa khỏi các khổ não bức bách. Vì tâm không nhàm chán nên vượt quá thanh văn bích chi Phật điện. Bồ Tát vì quý Phật đạo nên không quý lợi dưỡng, tùy tu hạnh đầu đà mà không quý hạnh ấy. Vì hạnh ấy chỉ là nhân duyên phần ít đối với đạo cứu cánh, chứ chẳng phải đạo cứu cánh. Ấy gọi là hạnh, loại tướng mạo của Bồ Tát chẳng thoái chuyển. Hỏi: Bồ Tát chưa được Phật đạo, chưa dứt các phiền não, làm sao thường không sanh các ác tâm san tham, vân vân? Đáp: Bồ Tát chẳng thoái chuyển khi được vô sanh pháp nhẫn thì đã dứt hết các phiền não, chỉ chưa dứt tập khí. Nếu không dứt, làm sao có thể thường không sanh tâm san tham làm chướng ngại đạo? Như kinh nói, tu đạo hoàn cho đến A-la-hán, tức là Bồ Tát vô sanh pháp nhẫn. Lại nữa, có người nói, Bồ Tát tu sáu ba la mật, tu tập sâu xa các công đức, nên các phiền não bị trẻ mỏng, không sanh trong tâm, nên gọi là thường không sanh. Lại nữa, Bồ Tát trải vô lượng đời, tu thiền ba la mật, nên tâm an trú bất động, chứa tập bát nhã, nên thâm nhập trí tuệ. Bồ Tát biết pháp vị vi diệu, nên theo người khác nghe pháp, nhất tâm thọ trì. Vì tâm ưa pháp sâu xa, nên nghe pháp tam thừa, hoặc pháp ngoại đạo, hoặc pháp thế gian. Vì tự tâm thâm diệu nên các pháp ấy đều hòa hợp với bát nhã, không phá pháp tướng. Thí như người mạnh khỏe không có bệnh, ăn vật gì đều tiêu hóa hết. Lại như Phật được cái tướng tối thượng vị, tùy gặp món ăn đắng cay không ngon ở trong miệng Phật đều thành thượng vị. Lại nữa, như nấu đường phèn xáo chín, đem vật gì bỏ vào đều thành đường phèn vì sức vi diệu của nó mạnh. Bồ Tát cũng như vậy, sức bát nhã ba la mật mạnh nên có thể làm cho các pháp hợp thành một vị với bát nhã, không có lỗi. Lại nữa, việc thế gian là Bồ Tát khỏi thân khẩu nghiệp gì đều thương xót hóa độ chúng sanh. Tầm thường xót ấy là cửa ban đầu vào bát nhã ba la mật. Lại nhân duyên của các việc thế gian cho đến ngồi, đứng, dậy, đi, bước, ăn uống, nói năng, tưởng nghĩ đến sự an ổn cho chúng sanh. Việc đi, đến, vân vân đều vào pháp tánh như đã nói ở trong phẩm phá lại khứ. Trùng quán luận, các tài sản sự nghiệp cũng lại như vậy, ấy gọi là chẳng thoái chuyển. Kinh: Lại nữa, tu Bồ Đề, nếu ác ma ở trước vị Bồ Tát chẳng thoái chuyển, hóa làm tám địa ngục lớn, trong mỗi địa ngục có ngàn vạn ức Bồ Tát đều bị thiêu đốt, chịu các khổ não cày chùa, nói với Bồ Tát rằng các Bồ Tát ấy đều là bậc chẳng thoái chuyển được Phật thọ ký vào địa ngục lớn. Nếu ông là người được Phật thọ ký chẳng thoái chuyển vào địa ngục lớn ấy, Phật vì ông thọ ký cảnh địa ngục như vậy mà ông không như lời, trở lại bỏ tâm Bồ Tát. Vậy ông có thể nào được không đọa địa ngục mà được sanh cõi trời? Này tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát thấy việc ấy, nghe việc ấy, tâm không động, không nghi, không sợ, nghĩ rằng vị Bồ Tát chẳng thoái chuyển, nếu đã vào địa ngục xúc sanh ngạ quỷ, thời chọn không có lẽ đó. Tu Bồ Đề do hành loại tướng mạo ấy, biết đó là Bồ Tát chẳng thoái chuyển. Lại nữa, tu Bồ Đề, ác ma hóa làm tỳ kheo, mặc áo pháp đi đến chỗ Bồ Tát, nói với Bồ Tát rằng, ông trước nghe dạy, nên như vậy tịnh tu sáu ba la mật, cho đến nên như vậy tịnh tu được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Việc ấy ông phải hối hận bỏ gấp đi. Ông trước ở nơi chỗ chư Phật quá khứ vị lai hiện tại, từ khi mới phát tâm cho đến phát trụ, các thiện căn tạo được trong khoảng thời gian ấy, tùy hỷ hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Việc ấy ông cũng nên buông bỏ gấp đi. Nếu ông bỏ gấp, ta sẽ nói cho ông trần Phật Pháp. Còn những điều ông nghe trước đó đều phi Phật Pháp, phi Phật giáo, đều là văn chương trau chuốt hợp lại tạo ra. Điều ta nói mới là trần Phật Pháp. Nếu Bồ Tát nghe lời nói mà tâm sợ, nghi, hối, nên biết Bồ Tát ấy chưa được Phật thọ ký, chưa quyết định an trú trong tánh, chẳng thoái chuyển.
Nếu Bồ Tát tâm không động, không sợ, không nghi, không hối, tùy thuận nương tựa pháp, vô pháp vô sanh, không tin lời người khác, không làm theo người khác, khi tu sáu ba la mật không theo lời người khác, cho đến khi tu vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng không nghe lời người khác, thì như vị a la hán rạch hết lậu vọng, không tin lời người khác, không làm theo người khác, hiện tiền thấy được thật tướng các pháp, ác ma không thể làm lay chuyển. Như vậy tu Bồ Đề, vị Bồ Tát chẳng thoái chuyển cũng như thế. Người cầu thanh văn đạo, biết chi Phật đạo không thể phá hoại, không thể chết phục tâm Bồ Tát. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát ấy chắc chắn an trú trong địa vị chẳng thoái chuyển, không nghe theo lời người khác, cho đến lời Phật nói cũng không tín thủ ngay. Huống gì tin lời của người cầu thanh văn biết chi Phật, các ác ma ngoại đạo phạm trí chọn không có lẽ đó. Vì sao? Vì Bồ Tát ấy không thấy có pháp có thể tin theo. Đó là sắc hoặc thọ tưởng hành thức, hoặc sắc như cho đến thức như, cho đến không thấy vô thượng chánh đẳng chánh giác. Huống gì vô thượng chánh đẳng chánh giác như? Này tu Bồ Đề, do hành loại tướng mạo ấy nên biết ấy gọi là Bồ Tát chẳng thoái chuyển. Lại nữa tu Bồ Đề, ác ma hóa làm thân tỷ kheo, đi đến chỗ Bồ Tát nói rằng: pháp của người tu là pháp sanh tử, chẳng phải đạo nhất thiết trí. Thân người này chỉ lấy việc hết khổ làm chứng đắc. Khi ấy ác ma vì Bồ Tát dùng pháp tu hành của thế gian nói đạo pháp tương tự. Đạo pháp tương tự ấy là pháp ràng buộc trong ba cõi, như quán bất tịnh, đó là quán tướng xưng trắng, hoặc sơ thiền cho đến phi hữu tưởng, phi vô tưởng, nói với thiện nam tử rằng, dùng đạo ấy, dùng tu hạnh ấy, sẽ được quả tu đà hoàn cho đến quả A-la-hán. Người tu đạo ấy đời nay hết khổ, người dùng cái pháp phải chịu mọi khổ não trong đường sanh tử như vậy làm chi? Thần tứ đại ngày nay còn không cần dùng lãnh thọ được, huống gì lại thọ thân tương lai. Này tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát nghe lời ấy mà tâm không kinh, không nghi, không hối, nghĩ rằng vị tỷ kheo ấy lợi ích cho ta không ít, vì ta nói đạo pháp tương tự, tu đạo pháp tương tự ấy không được đến quả tu đà hoàn A-la-hán bích chi Phật đạo, huống gì được đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát ấy lại cảm hoan hỉ, nghĩ rằng tỷ kheo ấy lợi ích cho ta không ít, vì ta nói pháp làm chướng đạo, ta biết pháp làm chướng đạo ấy không chướng ngại học đạo ba thừa. Khi ấy ác ma biết Bồ Tát vui mừng, liền nói tiếp rằng: thiện nam tử, người muốn thấy Bồ Tát cúng dường chư Phật số nhiều như các sông Hằng, với các đồ cầm dùng, nuôi sống như áo mặc, cơm ăn, đồ nằm, thuốc thang trăng, cũng ở nơi chỗ hàng hà xa số chư Phật, tu thí ba la mật cho đến bát nhã ba la mật trăng, cũng thần cận hàng hà xa số chư Phật, hỏi Bồ Tát đạo: bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát làm sao an trú trong Bồ Tát thừa, làm sao tu thí ba la mật cho đến bát nhã ba la mật, tu bốn niệm xứ cho đến đại từ đại bi? Bồ Tát ấy theo như Phật dạy, trụ như vậy, hành như vậy, tu như vậy. Bồ Tát ấy dạy như vậy, học như vậy, còn không được vô thượng chánh đẳng chánh giác, không được nhất thiết trí, huống gì người làm sao được vô thượng chánh đẳng chánh giác? Nếu Bồ Tát nghe việc ấy, tâm không đổi khác, không kinh sợ, lại còn vui mừng nghĩ rằng tỷ kheo ấy lợi ích cho ta không ít, vì ta nói pháp làm chứng đạo, pháp làm chứng đạo ấy khiến không được đạo tu đà hoàn, cho đến không được đạo A-la-hán bích chi Phật, huống gì được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi ấy ác ma biết tâm Bồ Tát ấy, tâm không biến mất, không kinh sợ, liền ở tại chỗ đó hóa làm nhiều tỳ kheo nói với Bồ Tát rằng: đây đều là những Bồ Tát phát tâm cầu vô thượng đạo, đều an trú địa vị A-la-hán, bọn ấy còn không được vô thượng chánh đẳng chánh giác, người làm sao được? Nếu Bồ Tát liền nghĩ rằng ác ma ấy nói đạo pháp tương tự, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật không nên chuyển đổi tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng không nên đọa vào thành phần bích chi Phật đạo. Lại nghĩ rằng tu thí ba la mật cho đến bát nhã ba la mật, cho đến tu trí nhất thiết chủng không được vô thượng chánh đẳng chánh giác là không có lẽ ấy. Này tu Bồ Đề, do hành loại tướng mạo ấy nên biết ấy là Bồ Tát chẳng thoái chuyển. Lại nữa tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát nghĩ rằng, nếu Bồ Tát theo đúng lời Phật dạy, tâm không xa lìa bát nhã ba la mật cho đến trí nhất thiết chủng, Bồ Tát ấy chọn không thoái chuyển vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu Bồ Tát giác trì việc ma, thường không thoái mất vô thượng chánh đẳng chánh giác, do hành lại tướng mạo ấy nên biết đó là tướng của Bồ Tát chẳng thoái chuyển. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, thoái chuyển đối với pháp gì gọi là không thoái chuyển?
Phật dạy thoái chuyển đối với sắc tướng, thoái chuyển đối với thọ tưởng hành thức tướng, thoái chuyển đối với tướng 12 nhập, tướng 18 giới, tướng tham dục sân nhuế vô si, tướng tà kiến, tướng bốn niệm xứ cho đến tướng thanh văn, bích chi Phật và tướng Phật. Do vậy, gọi là tướng Bồ Tát chẳng thoái chuyển. Vì sao? Vì Bồ Tát chẳng thoái chuyển do pháp tự tướng không ấy vào Bồ Tát vị, được vô sanh pháp nhẫn, cho đến mảy may pháp cũng không thể thủ đắc. Vì không thể thủ đắc nên không tác khởi, vì không tác khởi nên không sanh, ấy gọi là vô sanh pháp nhẫn. Do hành loại tướng mạo ấy nên biết ấy là Bồ Tát chẳng thoái chuyển. Luận: mà biết rõ Bồ Tát ấy là vị Bồ Tát chẳng thoái chuyển, không còn làm trở ngại. Nếu chưa biết rõ, thời dùng mọi cách thí nghiệm phá hoại, hoặc hóa làm 8 địa ngục lớn, hóa làm vô số Bồ Tát bị thiêu đốt ở trong đó, và nói với Bồ Tát rằng: các Bồ Tát ấy đều là bậc chẳng thoái chuyển, được Phật thọ ký. Ông nếu được Phật thọ ký là thọ ký vào ở địa ngục. Hỏi: ác ma vì nhân duyên gì nói người tu thiện thọ ký vào ở địa ngục? Đáp: ác ma vì cho vị Bồ Tát ấy muốn thay thế chúng sanh thọ khổ nên nói thọ ký ở trong địa ngục. Người nếu tu phước đức để sanh cõi trời, thời đó là tự vì mình chứ không dính dự đến việc chúng sanh. Nếu Bồ Tát nghe việc ấy tâm kinh động nghi hối, nếu tín thọ lời ma nên biết Bồ Tát là chưa được thọ ký lên bậc chẳng thoái chuyển. Nếu Bồ Tát nghe việc ấy mà không nghi, không động, không kinh, nghĩ rằng bậc chẳng thoái chuyển vì ngộ được thật tướng các pháp nên không đắm trước pháp, vì không đắm trước pháp nên cho đến không sanh tội nhỏ, huống gì tội đoạn ba đường ác, như trong lửa có nước, trong nước sanh lửa, không có lẽ đó. Lại có ác ma hóa làm tỳ kheo mặc áo pháp đi đến nói với Bồ Tát rằng: người trước theo thể nhỏ nghe dạy tu 6 ba la mật đó đều là hư dối, chứa nhóm tâm tùy hỷ công đức cũng là hư dối, những điều người nghe từ trước đều là hư dối, văn trường trong chuốt chẳng thật, chẳng phải miệng Phật nói ra, nay ta vì ngươi nói đều là trần Phật pháp, người nên bỏ mau đi. Nếu Bồ Tát nghe lời ấy mà tâm kinh động, sân hận, nghi ngờ, nên biết Bồ Tát ấy Phật chưa thọ ký cho. Thí như vàng giả lấy lửa mà mài đập, hoặc đen hoặc đỏ hoặc trắng, nên biết chẳng phải vàng thật. Nếu Bồ Tát nghe lời ấy mà không giận không nghi, tùy theo pháp vô sanh vô diệt vô khởi Bồ Tát tu 6 ba la mật, tự biết không nghe theo lời người khác, nên biết ấy là thật chẳng thoái chuyển. Thí như vị A-la-hán sạch hết lậu hoặc, nên ác ma đi đến không phá hoại được. Vị Bồ Tát chẳng thoái chuyển cũng như vậy, không ai hàng phục được. Vì hiện tiền tự biết thật tướng các pháp, nên ác ma hiện làm thần Phật đi đến nói lời khác với pháp tướng cũng không tín thọ. Thí như con chó mang lốt sư tử, các thú trông thấy tuy sợ, nhưng khi nghe tiếng thầy biết đó là chó, huống gì biến hóa làm thân khác. Trong đây Phật tự nói nhân duyên, Bồ Tát thấy sắc pháp không, vân vân, nên ai sẽ nghe theo lời người khác. Lại nữa, ác ma hiện thân làm tỳ kheo đi đến nói với Bồ Tát rằng: sáu ba la mật ấy đều là pháp sanh tử, vì do nhân duyên của phước đức bố thí nên thọ phước vui trong cõi dục, do nhân duyên của thiền ba la mật nên thọ vui trong cõi sắc. Vì bát nhã ba la mật không có tướng nhất định nên gọi là pháp hư dối, xoay vần trong năm đường, không thể tự ra khỏi đường sanh tử. Người ta dối với người rằng đó là đạo nhất thiết chủng trí, ta này nói thật, người thủ chứng niết bàn đời nay hết khổ. Bồ Tát nếu im lặng mà liên tiếp nói đạo pháp tương tự, hoặc quán 36 thứ bất tịnh, hoặc quán bộ xương người, hoặc niệm hơi thở ra vào, nhân đạo ấy chứng được bốn thiền, bốn định vô sắc, nhân thiền định ấy có thể được quả tu đà hoàn, cho đến quả A-la-hán, thân này của ngươi do tội báo sanh ra. Phật không tán thán thọ thân trở lại trong một khoảnh khắc khẽ móng tay, huống gì ở lâu trong sanh tử. Vị Bồ Tát chẳng thoái chuyển nghe việc ấy, tâm vui mừng nghĩ rằng: tỳ kheo ấy rất là ích cho ta, vì ta nói đạo pháp tương tự, ta được đạo pháp tương tự ấy liền biết chân đạo. Như người đi đường biết đường tà, thầy biết nẻo tránh. Pháp làm chướng ngại đạo cũng như vậy, bậc chẳng thoái chuyển, vì là người lớn quý trọng nên không tranh cãi với tỳ kheo ấy. Ác ma thấy Bồ Tát im lặng thì vui mừng nói: người ấy tín thọ lời ta, nên nói tiếp với Bồ Tát rằng: thiện nam tử, có vô số Bồ Tát cúng dường hàng hà sa số Phật,
hỏi han khổ hạnh sáu ba la mật và Bồ Tát đạo. Ở trước mặt nhận lời Phật dạy, chịu thực hành hết thảy hạnh Bồ Tát còn không được vô thượng đạo, này đều thành A La Hán, vậy ngươi làm sao muốn được? Bồ Tát nghe việc ấy xong im lặng. Ở ngay chỗ đó, ma liền hóa vô số tỷ kheo A La Hán nói với Bồ Tát rằng: các tỷ kheo ấy đều tu vô thượng đạo đã lâu, nay đều thành A La Hán, tại sao riêng người muốn thành Phật? Bồ Tát lại vui mừng nghĩ rằng: tỷ kheo ấy vì ta nói pháp tợ đạo, chướng đạo. Bồ Tát thực hành sáu ba la mật được các công đức chắc chắn, không thối đọa vào nhị thừa. Như lời Phật nói, tâm thường không lìa sáu ba la mật mà không được vô thượng đạo là không có lẽ ấy. Bồ Tát nếu gặp trì ma sự ấy, thời được lợi ích lớn không có mất. Vì thế nên tâm Bồ Tát không độn chuyển, ấy gọi là tướng chẳng thoái chuyển. Bấy giờ Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, thoái chuyển đối với pháp gì gọi là không thoái chuyển? Phật dạy: đối với sắc tướng thoái chuyển, trên lược nói, này sẽ nói rộng, nếu Bồ Tát đối với sắc tướng, vân vân đều thoái chuyển được, ấy gọi là tu hết thảy pháp tánh không, được vô sảnh pháp nhẫn và Bồ Tát vị. Vô sảnh nhẫn là cho đến pháp vi tế không thể thủ đắc huống gì pháp lớn, ấy gọi là vô sanh. Được pháp vô sanh ấy không khởi làm các nghiệp, ấy gọi là được vô sảnh pháp nhẫn. Bồ Tát được vô sảnh pháp nhẫn, ấy gọi là chẳng thoái chuyển. Vô lượng loại hành tướng mạo như vậy là tướng của chẳng thoái chuyển. Giải thích phẩm chuyển bánh xe bất thoái thứ 56, kinh Maha Bát Nhã ghi: phẩm chuyển bất chuyển. Kinh: lại nữa, Tu Bồ Đề, ác ma đi đến cho Bồ Tát muốn phá hoại tâm Bồ Tát, nói rằng: nhất thiết trí với hư không không có tướng gì, các pháp cùng với hư không không có tướng gì, trong các pháp hư không 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 có tướng gì ấy, không có được vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng không có chẳng được. Các pháp ấy đều như hư không, không có tướng gì, ngươi luống chịu siêng năng khổ nhọc, vô thượng chánh đẳng chánh giác mà ngươi được nghe nói đều là ma sự, chẳng phải Phật nói. Ngươi nên phóng xả tâm nguyện ấy, ngươi chớ suốt ngày đêm chịu sự không an ổn, lo khổ, đọa ác đạo. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, khi nghe lời chê trách đó, nên nghĩ như vậy: đó là ác ma phá hoại tầm vô thượng chánh đạo chánh giác của ta. Các pháp tùy như hư không, không có gì của chính nó, tự tướng không mà chúng sanh không biết, không thấy, không hiểu. Ta đem nghĩa lý các pháp như hư không, không có gì của chính nó, tự tướng không với đại thệ nguyện trang nghiêm, được chính nhất thiết chúng. Vì chúng sanh nói pháp ấy khiến được giải thoát, được quả Tu Đà Hoàn, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, đạo Bích Chi Phật và vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát từ khi mới phát tâm lại đây nghe pháp như vậy, nên kiên cố tâm mình không động không chuyển. Bồ Tát đem tâm kiên cố, tâm không động không chuyển ấy tu sáu ba la mật sẽ vào Bồ Tát vị. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, vì không động chuyển nên gọi là chẳng thoái chuyển, động chuyển cũng gọi là chẳng thoái chuyển. Phật dạy: không động chuyển nên gọi là chẳng thoái chuyển, động chuyển nên cũng gọi là chẳng thoái chuyển. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, tại sao không động chuyển nên gọi là chẳng thoái chuyển, động chuyển nên cũng gọi là chẳng thoái chuyển? Phật bảo Tu Bồ Đề: nếu Bồ Tát đối với thành phần Bích Chi Phật địa không động chuyển nên gọi chẳng động chuyển, nếu Bồ Tát đối với thành phần Bích Chi Phật địa động chuyển nên cũng gọi là chẳng thoái chuyển. Tu Bồ Đề do hành loại tướng mạo ấy, nên biết ấy là tướng của Bồ Tát chẳng thoái chuyển. Do hành loại tướng mạo ấy, nên ác ma không thể phá hoại tâm Bồ Tát, khiến lìa vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát chẳng thoái chuyển. Nếu muốn vào sơ thiền, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ thiền, cho đến diệt thọ tưởng định, liền được vào. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát chẳng thoái chuyển. Nếu muốn tu bốn niệm xứ cho đến tám thánh đạo Phật, không vô tướng vô tác tam muội cho đến năm thần thông liền tu được. Bồ Tát ấy tuy tu bốn niệm xứ cho đến năm thần thông, nhưng không thọ quả bốn niệm xứ, tùy tu các thiền, không thọ quả các thiền, cho đến không thọ quả diệt thọ tưởng định, không chứng quả Tu Đà Hoàn, cho đến không chứng đạo Bích Chi Phật. Bồ Tát ấy có vì chúng sinh mà thọ thân, theo chỗ thích ứng mà làm lợi ích cho họ. Tu Bồ Đề do hành loại tướng mạo ấy nên biết
ấy gọi là Bồ Tát chẳng thoái chuyển. Lại nữa, Tu Bồ Đà, Bồ Tát chẳng thoái chuyển ấy thường nhớ đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, chọn không lìa tầm nhận thiết trí, nên không quý sắc, không quý tướng, không quý thanh văn bích chi Phật, không quý thí ba la mật cho đến bát nhã ba la mật, không quý bốn thiện, bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông, không quý bốn niệm xứ cho đến tám thánh đạo Phật, không quý mười trí lực cho đến mười tám pháp không trùng của Phật, không quý sự nghiêm tịnh cõi Phật, không quý sự thành tựu tuệ giác cho chúng sanh, không quý việc thấy Phật, không quý việc gieo trồng thiện căn. Vì sao? Vì hết thảy pháp tự tướng không, không thấy pháp gì có thể sanh tâm quý. Vì sao? Vì hết thảy pháp cùng với hư không, không có gì của chính nó tự tướng không. Tu Bồ Đề, Bồ Tát chẳng thoái chuyển thành tựu tâm ấy đối với bốn loại oai nghi của thân ra vào đến đi, ngồi nằm đi ở, nhất tâm không loạn. Này Tu Bồ Đề, do hành loại tướng mạo ấy nên biết ấy là Bồ Tát chẳng thoái chuyển. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát chẳng thoái chuyển nếu ở nhà dùng sức phương tiện vì lợi ích cho chúng sanh, nên thọ năm dục, bố thí cho chúng sanh, cần ăn cho ăn, cần uống cho uống, áo chăn đồ nằm cho đến đồ cần để nuôi sống đều cấp cho cả. Bồ Tát ấy tự mình tu thí ba la mật, dạy người tu thí, tán thán việc tu thí, hoan hỷ tán thán người tu thí ba la mật, tu giới ba la mật cho đến bát nhã ba la mật cũng như vậy. Tu Bồ Đề, Bồ Tát chẳng thoái chuyển khi ở nhà có thể đem chân bảo đầy cõi diêm phù đà thí cho chúng sanh, cho đến đem chân bảo đầy cả 3000 đại thiên thế giới thí cho chúng sanh. Cũng không tự vì tu phạm hạnh, không lấn ép khảo đánh người khác khiến họ yêu não. Tu Bồ Đề, do hành lại tướng mạo ấy nên biết ấy gọi là Bồ Tát chẳng thoái chuyển. Lại nữa, Tu Bồ Đề chẳng thoái chuyển là vị thần cần cầm kim cương thường theo dõi Bồ Tát, nguyện rằng Bồ Tát ấy sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ta thường theo dõi cho đến vị thần ngũ tánh cầm kim cương thường theo thủ hộ. Vì thế nên hoặc trời hoặc ma hoặc phạm hoặc có các kẻ có sức lớn ở thế giới khác không thể phá hoại tâm nhất thiết trí của Bồ Tát ấy, cho đến khi Bồ Tát ấy được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Tu Bồ Đề, ấy gọi là tướng chẳng thoái chuyển của Bồ Tát. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát thường đầy đủ 5 căn là tín căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, ấy gọi là tướng chẳng thoái chuyển. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát chẳng thoái chuyển là bậc thượng nhân, chẳng phải hạ nhân. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, thế nào là thượng nhân? Phật bảo Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát nhất tâm tu vô thượng chánh đẳng chánh giác, tâm không tán loạn, ấy gọi là thượng nhân. Do hành loại tướng mạo ấy nên biết ấy là tướng chẳng thoái chuyển. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát chẳng thoái chuyển nhất tâm thường niệm Phật đạo, không làm chú thuật hòa hợp thức thang, không chú thuật quỷ thần khiến nhập vào trai gái để hỏi việc lành dữ, trai gái bồng lộc thọ mệnh dài ngắn. Vì sao? Vì Bồ Tát ấy biết các pháp ấy tự tướng không, vì không thấy tướng các pháp nên không làm việc nuôi sống một cách tả vậy, mà làm việc nuôi sống một cách thanh tịnh. Này Tu Bồ Đề, do hành loại tướng mạo ấy nên biết ấy gọi là tướng của Bồ Tát chẳng thoái chuyển. Luận, lại có tướng của Bồ Tát chẳng thoái chuyển là nếu ác ma nghĩ rằng nhất thiết trí với hư không bình đẳng, nhất thiết trí có các danh tự, hoặc gọi nhất thiết trí, hoặc gọi nhất thiết chủng trí, hoặc gọi vô thượng đạo, hoặc gọi vô lượng Phật pháp, hoặc gọi Bồ Đề, đều là danh tự của nhất thiết trí. Trong đây nói nhất thiết trí nên biết là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hết thảy Bồ Tát đều nguyện muốn được nhất thiết trí mà đi đến muốn phá hoại, nói rằng nhất thiết trí ấy trống không, không có gì của chính nó, chỉ các sự dối người vậy thôi. Như hư không, không có gì của chính nó, không sắc, không hình, không thể biết. Nhất thiết trí cũng như vậy, thế nên nói cùng với hư không bình đẳng, các pháp là các pháp trợ đạo giúp đưa đến trí nhất thiết chủng như 6 ba la mật, vân vân. Pháp ấy cũng không, trí bát nhã không, không có tướng gì của chính nó. Các pháp chỉ có danh tự, không có thật sự. Ở trong đó không có người được nhất thiết trí, không có đi đến nhất thiết trí, không có trợ đạo. Người chỉ luống chịu cái đắng
Thầy người thường dạy ngươi ra lìa ma sự, nhưng nhất thiết trí chính là ma sự. Vì sao? Vì bỏ niết bàn mà thủ lấy sanh tử. Các kinh người nghe trước đó hoặc nghĩa lý về 63 la mật đều chẳng phải Phật pháp, đều do người tạo ra, nên người hối hận gấp bỏ tản tâm ấy. Nếu không bỏ, suốt ngày đêm chịu khổ trong 3 đường ác. Bồ Tát chẳng thoái chuyển nghe việc ấy, liền giác tri ma sự, ma hủy báo nhất thiết trí, muốn khiến ta xa lìa vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì sao? Vì hết thảy pháp tuy không, không có gì của chính nó, nhưng vì chúng sanh phàm phu điên đảo che tâm nên không biết không thấy, ta sẽ lấy hy tự tướng không làm trang nghiêm được nhất thiết trí. Vì chúng sanh nói hết pháp, nếu hết thảy pháp không mà ta lấy thật hữu làm trang nghiêm là không tương ứng. Nếu các pháp không trang nghiêm cũng không ấy là tương xứng. Vì chúng sanh thuyết pháp cũng như vậy, khiến chúng sanh được quả tu đà hoàn. Quả tu đà hoàn có hai: một là pháp vô vi dứt 3 kiết sử, hai là quả tu đà hoàn hữu vi, tương ứng với không vô tướng vô tác tạo muội. Hai thứ ấy đều không trong pháp hữu vi do 3 môn giải thoát nên không, trong pháp vô vi do không có tướng sanh trụ diệt nên không, cho đến vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng như vậy. Bồ Tát chẳng thoái chuyển từ khi mới phát tâm trở đi, nghe pháp ấy kiên cố tâm mình không động không chuyển, mũi tên phiền não không vào được nên gọi là kiên cố, ngoại đạo ác ma không lay chuyển được nên gọi là không động, không thoái chuyển vô thượng chánh đẳng chánh giác nên gọi là không chuyển. Bồ Tát đem 3 tầm như vậy tu 63 la mật vào Bồ Tát vị. Nghĩa chữ Bồ Tát vị như trước đã nói, vào Bồ Tát vị gọi là chẳng thoái chuyển. Tu Bồ Đề hỏi: không chuyển nên gọi là chẳng thoái chuyển, sao chuyển nên gọi là chẳng thoái chuyển? Phật đáp: Phật đáp bằng 2 cách, bằng lấy 2 đế là Thế đế và Đệ nhất Nghĩa đế. Nếu Bồ Tát vào Bồ Tát vị thời chuyển tâm thành văn bích chi Phật mà thẳng vào Bồ Tát vị, ấy gọi là chuyển. Không chuyển là vào Đệ nhất Nghĩa chẳng thoái chuyển. Trong các pháp nhất tướng nghĩa là vô tướng, còn không có định tướng nhất thừa, vướng gì táp thừa, thời không có gì để chuyển. Vì không có gì để chuyển nên gọi là chẳng thoái chuyển. Lại nữa, chẳng thoái chuyển tùy hành theo pháp có ý dục để độ chúng sanh, mà đối với thiền định thì ra vào tự tại. Vì đối với thiền định tự tại nên nếu muốn giáo hóa người khác tu 4 niệm xứ cho đến 8 thánh đạo phần, 3 môn giải thoát, 5 thần thông đều được tự tại. Tùy vào thiền định mà tâm kia nhu nhuyến thành tịnh nên không hưởng thọ cái phước sống lâu ở cõi trời, chỉ ở cõi dục để giáo hóa, nên tùy tu 4 niệm xứ cũng không chứng quả tu đà hoàn cho đến bích chi Phật đạo. Bồ Tát ấy xem xét 10 phương quốc độ, biết chỗ nào có thể làm lợi ích chúng sanh, thầy thọ thân sanh ở cõi ấy. Như vậy gọi là tướng của chẳng thoái chuyển. Bồ Tát ấy nhất tâm thâm niệm thường không xa lìa vô thượng chánh đẳng chánh giác, nên chỉ quý vô thượng chánh đẳng chánh giác, không việc khác, nghĩa là thân kiểm sát đủ 32 tướng của Phật. Vì không bỏ bản nguyện bổn sanh nên không quý thanh văn bích chi Phật đạo. Người ấy vì quý pháp rốt ráo không vô sở đắc nên không quý việc bố thí, cho đến không quý việc gieo trồng căn lành, huống gì lợi dưỡng ngũ dục của thế gian. Vì sao? Vì Bồ Tát xem xét hết thảy pháp tự tướng không, không thấy có thể pháp nhất định có thể sanh tâm quý. Lại nữa, có người vì có chỗ tham quý nên tâm lai động không tự an, nếu được thời vui mừng, mất thời lo buồn. Bồ Tát thời không quý gì, không tham gì, nên đối với được mất tâm thành tịnh không lay động. Thân hành, khẩu hành điều hòa không khác, nên 4 oai nghi nơi thân, nhất tâm thường nhớ, không có trái lỗi. Lại nữa, vì thâm nhập thiền 3 la mật nên 4 nghi nơi thân không có trái lỗi. Hỏi: trong kinh nói Bồ Tát chẳng thoái chuyển có lực lượng phương tiện, vì lợi ích chúng sanh nên hưởng thọ 5 dục ấy là phương tiện gì? Đáp: thí như lấy kiềm gắp lửa, tùy gắp mà không bị cháy tay. 5 dục lạc như lửa hay đốt thiện căn của người. Bồ Tát suy nghĩ ta xuất ra, chỉ có cái thân duy nhất làm sao dùng để bố thí nhiếp hóa chúng sanh. Chúng sanh cần nhiều ăn uống y phục mà vật chu cấp của ta lại ít. Bồ Tát vì nhiếp hóa chúng sanh nên sanh vào nhà giàu sang để bố thí cho chúng sanh,
tự do theo chỗ cần dùng của họ, chúng sanh xuất gia tại gia đều được lợi ích. Thí như đại địa, nhân dân chim thú đều mong nhờ lợi nhuận. Khi ấy bốn cách tu sáu ba la mật. Nếu xuất gia tán thán việc bố thí, thì hoặc có người nói: ông chỉ có một thân, không có tài sản, mà chỉ dạy người bố thí, thời người ta không thể tín thọ, thế nên Bồ Tát phương tiện làm người cư sĩ, đem tài sản làm sung mãn cho tất cả mà khuyên người bố thí, thời người ta tín thọ. Bồ Tát hoặc làm chuyển lên Thánh Vương, trong khi khởi tâm nghĩ đến việc bố thí, thời châu báu để cõi diêm phù đà, như vua đảnh sinh ở trong cung điện, khởi tâm muốn châu báu, thời có châu báu đến bên đầu gối, hoặc làm đế thích, hoặc làm phạm vương, mưa châu báu để ba ngả thế giới cúng dường chư Phật sung mãn hết thảy. Vì nhiếp hóa chúng sanh nên không tự thọ hưởng, người hưởng thụ năm dục, thời tâm sanh kiêu mạn lấn ép người khác. Bồ Tát thường rất tham dục, các phiền não mỏng, không sanh kiêu mạn. Vì không sanh kiêu mạn nên không lấn ép người khác, ấy là tướng của chẳng thoái chuyển. Lại nữa, nếu Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn vào Bồ Tát vị, được thọ ký tức thời thần kim cương theo dõi thủ hộ, khi thành Phật đạo thời hiện thân kia khiến người trông thấy, trong đây Phật tự nói nhân duyên, hoặc người hoặc phi nhân không thể phá hoại. Người phá hoại là hoặc giết hoặc trói hoặc luận nghị hơn. Phi nhân phá hoại là làm cho bệnh cuồng, hoặc cướp mạng, hoặc hiện thân hung dữ, làm cho sợ hãi, hoặc biến thành thần Phật nói tà đạo. Những việc như vậy không thể chế phục Bồ Tát. Hỏi: nếu được thần kim cương thuộc hộ, thế là Bồ Tát tự mình không có sức sao? Đáp: Bồ Tát tự mình cũng có sức, lại do công đức của Bồ Tát nên hãy khiến thần kim cương thủ hộ. Vì thần kim cương thủ hộ nên tuy chưa được pháp thần mà công đức vẫn tăng thêm, lại khiến thiên thần thấy thần kim cương hộ vệ nên càng thêm kinh sợ. Bồ Tát đầy đủ năm căn là nếu như người không có năm căn mắt tai vân vân, thời không khác gì cây đá. Do lực năm căn nên hay thấy hay nghe. Trong tâm Bồ Tát không có năm căn tín tấn niệm định tuệ, tức là phàm phu, không vào hàng thánh. Hỏi: như kinh A Tỳ Đàm nói, ai thành tựu năm căn là người không dứt thiện căn, cớ sao nay nói người không có năm căn tín tấn vân vân, tức là phàm phu? Đáp: chúng sanh không dứt thiện căn, tuy thành tựu năm căn nhưng không thể phát khởi tác dụng. Thí như trẻ nhỏ tuy có các phiền não tham dục vân vân nhưng chưa thể phát sanh tác dụng nên nói là không có. Năm căn tín tấn niệm định tuệ cũng như vậy, chúng sanh tuy có mà không phát khởi tác dụng, thế nên không cả. Năm căn tín tấn niệm định tuệ có hai loại: một là thuộc thanh văn bích chi Phật, hai là thuộc Phật và Bồ Tát. Năm căn thuộc thanh văn bích chi Phật hay thâm tín niết bàn, hay dùng trí huy tuệ biết thế gian vô thường, không biết được niết bàn tịch diệt. Năm căn thuộc Bồ Tát hay sanh tâm từ bi sâu xa đối với chúng sanh oán ghét, cũng hay quán thật tướng các pháp là vô sanh vô diệt, tùy chưa được thành Phật cũng có thể tín thọ việc Phật. Lại do năm căn của Bồ Tát nên hay thấy hay nghe hay biết được thần thông của Phật, chẳng phải hàng thanh văn bích chi Phật bắt kịp. Như trong kinh Bất Khả Tư Nghị Giải Thoát nói: Xá Lợi Phất, Mục Liên, Tu Bồ Đề vân vân, tuy ở hai bên Phật, song vì không có năm căn của Bồ Tát nên không thấy Bồ Tát đại hội và lực thần thông, cũng không nghe Phật nói lý Bất Khả Tư Nghị Giải Thoát. Thế nên nói, nếu Bồ Tát đầy đủ năm căn tín tấn vân vân, thời gọi là chẳng thoái chuyển. Hỏi: trong các kinh khác, người lành thời thân khẩu ý nghiệp không có giữ, biết ơn báo ân, hay vì chúng sanh nên từ bỏ cái vui của mình để an ổn cho chúng sanh, có làm việc lợi ích gì không cầu quả báo, như vậy là tướng của thượng nhân. Vì sao? Chỉ nói có một việc tâm không tán loạn, tu vô thượng đạo, gọi là thượng nhân. Đáp: trong đây Phật tự lược nói chỉ một việc nhất tâm không tán loạn là thu nhiếp các pháp lành. Vì sao? Vì quý trọng Phật đạo nên các phiền não bị bẻ mỏng, sanh từ tâm sâu xa đối với chúng sanh, từ đem thân mạng, cấp thí,
huống gì không biết ân, báo ân. Thường nhất tâm niệm tưởng vô thượng chánh đẳng chánh giác, giữ giới ý thanh tịnh nên không sống theo tả mạn, là không làm chú thuật, hòa hợp thuốc thang. Chú thuật là có thể giấu thân khiến người khác không thấy, có thể biến người làm dục thú, hòa hợp thuốc thang là dùng mũi cầu tiên dáng và hòa hợp các thứ thuốc chữa bệnh để cầu tài danh, để cầu tài danh, cầu danh. Chú quỷ là có người muốn biết việc vị lai, phù chú ma quỷ khiến nhập vào con trai con gái để hỏi việc lành dữ, sanh con trai hay con gái, thọ mạng dài ngắn, giàu vui hơn thua, vân vân. Nếu có làm là vì nhiếp hóa chúng sanh, phá tâm kiêu mạn của nó, không vì tài lợi danh vọng. Vì sao? Vì người ấy biết hết thảy pháp tự tướng không, nên không thấy các pháp tướng là thân mình, vợ con nam nữ. Vì không thấy tướng ấy nên không làm việc tà để nuôi sống. Hết cuốn 73 theo bản Hán.